Xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì lượt đấu đầu tiên của chúng ta có 4 trận đấu tứ kết ở nội dung snooker nam 6 bị đỏ nhé. Lượt 2 thì chúng ta tiếp tục đến với 4 trận đấu tứ kết nội dung quân 9 bi. Lượt đấu tứ kết snooker hôm nay Việt Nam chúng ta hoàn toàn thất bại khi không có một cơ thủ nào lọt nổi vào vòng tứ kết này. Hai cơ thủ Việt Nam của chúng ta đều đã dừng chân ở vòng ngoài là Kiều Thiên Khôi và Phạm Hoài Nguyên. Đều đã phải dừng chân ở vòng ngoài trước những đối thủ rất mạnh.
Như vậy là ở trong đấu tứ kết snooker này thì cầu thủ người Thái, cầu thủ cái tên Thái Lan cũng hơi trọng, Kristanuk, cầu thủ Kristanuk là người đánh trước trong ván đấu đầu tiên. Hello anh Tịnh Nguyễn, hello tất cả mọi người. Các bạn đang xem hình ảnh âm thanh ổn định rõ nét không mọi người? Cũng nỗ lực dữ lắm mới mang những trận đấu SEA Games đến cho mọi người. Thì cái bàn này với chúng ta là có truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, cho nên là ưu tiên những góc máy đẹp trên nhà đài, thì góc máy của mình nó hơi thấp mọi người nhé. Nội dung snooker 6 bi đỏ này thì cái luật thi đấu đơn giản của nó là chúng ta sẽ đánh một trái đỏ trước, sau đó sẽ đánh tiếp được một trái màu vào lỗ. Mỗi trái đỏ chúng ta sẽ có một điểm, mỗi trái màu chúng ta sẽ có thang điểm theo thứ tự từ 2 tới 8. Hello bạn Mỹ Sơn, mình cũng sẽ cố gắng trực tiếp những trận đấu carom cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có nội dung carom một băng xuất hiện với phù thủy Philippines Ethan Reyes. Tôi đang thấy một phong độ thi đấu rất tự tin ngay thời điểm đầu của trận đấu đến từ cầu thủ Thái Lan Kristanuk. Anh đang có cho mình 36 điểm trước 13 điểm của Roda. Vàng vào lỗ chúng ta sẽ có 2 điểm. Và đây là một bị mục tiêu sẽ mang về 3 điểm cho Kristanuk nếu như anh thực hiện thành công và đẩy bóng vào lỗ này. Rất chính xác. 41 cho Kristanuk rồi. Tiếp tục là bị mục tiêu mang điểm số 4, bị nâu ở đầu bàn. Lần này thì không thành công và cơ hội là dành cho Taker đến từ Philippines. Jeffrey Ruda. Thank you.
Nhưng mà là ván đấu đầu tiên, một thắng lợi rất thuyết phục cho tay cờ đến từ Thái Lan với tỷ số là 63 và 13. Quan đâu cái đấy là của computer.
Rồi ok các bạn, nhờ sự trợ giúp của anh chàng kỹ thuật người Ba Lan tuyệt vời thì mình có các bảng điểm trực tiếp cho anh em xem lấy từ website luôn. Quá tuyệt vời. Thì sẽ có nhiều thời gian để có công chuyện khác hơn. Rất hay. Như vậy là ván đấu thứ hai thì cầu thủ đến từ Philippines Jeffrey Roda vừa cân bằng được điểm số một đều bằng một tỷ số là 37-0. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với ván thứ ba ở nội dung snooker 6 bi đỏ. Và chúng sẽ đánh chín ván chạm năm mọi người nhé. Tức là bên nào sẽ chạm năm ván trước sẽ giành thắng lợi. It's better for you. Very good. Thank you so much.
Thông tin đến anh em là bởi vì nội dung một băng chúng ta chỉ có 7 trận à, tức là mỗi nội dung chúng ta chỉ có 8 người tham gia thi đấu, cho nên là cái số trận rất ít, thì chỉ đánh trong vòng 2 ngày là coi như muốn kết thúc một nội dung rồi. Anh em đừng lo nha, tức là theo lịch dự kiến thì 16 chúng ta bắt đầu có nội dung một băng, 19 bắt đầu có nội dung ba băng. Mọi thứ về kỹ thuật ổn thì mình sẽ lên sóng phục vụ anh em thường xuyên. Hiện tại chúng ta đang có tỷ số 1-1 và đây là ván đấu thứ ba. Người đang trên màn ảnh của chúng ta là cầu thủ Jeffrey Roda của Philippines. À, xin chào bạn Lợi Nguyễn, SEA Games thì 3C ngày 19 sẽ bắt đầu có đánh nha. Cái lịch thi đấu anh có đăng trên cái link Facebook á, trong cái phần mô tả video có cái link Facebook. Và chúng ta có thông tin ngày giờ chính xác của từng trận đấu luôn. Rất tiện lợi cho bạn theo dõi. Và trên Facebook mình cũng có cái bài đăng về cái địa chỉ website của eSports, eSnooker. eSnooker các bạn có thể vào đó để xem thông tin, nói chung là cực kỳ chi tiết về giải đấu. Mình để sẽ copy cái link đó ra đây cho các bạn, chúng ta có thể lên để theo dõi. Và nói chung là tất cả các thông tin cần thiết về các nội dung thi đấu của SEA Games chúng ta đều có đây hết luôn. Mình sẽ dán lên cái phần comment cho các bạn nha. Đây, các bạn cứ bấm vào đây là chúng ta sẽ có được tất cả các thông tin về các cơ thủ, các nội dung, lịch thi đấu, ngày giờ, cập nhật kết quả và cả kết quả trực tuyến luôn. Tất cả các bạn đang thi đấu diễn ra có hết luôn.
Yeah, nice. Look at here. Here. Which kind of car works? Yeah. Streamers. Yeah, that alone. For a bit. Yeah, you can. This is... Oh, the Jenna table number one. And, is that only Jenna number one and number two? The number two. No, not this. That layout like this, yeah. Important because now I work on the Caram. Start it first.
Can we print on the color printer? No, no, no. My results system. Đang làm cái bản cập nhật tỷ số cuốn trận tôi thấy đang diễn ra rút trong cho em chúng ta tiện theo dõi nha. Đang làm cái bản cập nhật lên luôn. Thank you.
because they hide the type of places. And also on the machine. Friends would also tell it. Thanks. What about the trip? Are you going there or are you going to have you? Go there. Yeah, yeah, you need to work. Go there, have lunch, take a rest. Come at 5 o'clock. I think it's better for you. At least you can take a rest. Probably today, I cannot do the exercises. Yeah. If you want bench chairs, you have to arrange. You can go have it. Put more paper. More paper. Oh, no, more, no.
Được quán tiệc không? Ở nước ngoài cũng chết. Thực sự chết. Ở trên bờ. Không phải là peace. Maybe one on this corner, oh, this one for example, yeah. Or in line, because the player must, is not open on this place. I see. Here. It's up to you. Chúng ta đã có đầy đủ thông tin 4 trận đấu tứ kết diễn ra hiện tại về điểm số, tất cả mọi thứ mọi người nha. Anh em có thể xem tất cả trên một cái live này thôi, rất tiện lợi cho anh em. Vậy là trận đấu chúng ta đã bước vào giải lao với tỷ số 3-1 nghiêng về cho cầu thủ đến từ Philippines, Jeffrey Roder.
Mọi người nãy giờ chúng ta xem mọi thứ đầy đủ và ổn định rõ ràng không anh em ơi? Có cần thông tin gì bổ sung nữa không nào? Nam mình có hai cơ thủ tham gia thể loại này là Kiều Thiên Khôi và Phạm Hoàng Nguyên, nhưng rất tiếc là cả hai đều đã phải dừng bước ở vòng đấu 16 người và đây là loạt đấu tứ kết. Chúng ta không còn một cơ thủ Việt Nam nào đến đây hết. Thank you.
schedule, what things I can teach this one. Definitely schedule. Okay. Hello Nguyễn Hùng, thì từ nay trở đi anh sẽ trực tiếp mỗi ngày 3 trận ở SEA Games cho anh em nhé. Sẽ lựa những trận hay trực tiếp cho anh em xem.